lâm sàng với chuyên đề rối loạn vận động dạ dày ngày hôm nay. Xin kính thưa quý đại biểu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một trong những điều công ty Abbott quan tâm. Với hơn 125 năm tồn tại và phát triển, Abbott rất tự hào luôn mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất cho cộng đồng trong mọi giai đoạn phát triển. Và ngày hôm nay, Abbott rất vinh dự được phối hợp cùng với Trường Đại học Y Dược Huế để tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục với chuyên đề rối loạn vận động dạ dày, nhằm mang đến những thông tin cập nhật về xử trí các rối loạn tiêu hóa thường gặp trên lâm sàng. Và đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị chủ tọa và báo cáo viên, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Huy, trưởng bộ môn nội Đại học Y Dược Huế, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Quách Trọng Đức, phó chủ nhiệm bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ, bác sĩ Đào Việt Hằng, phó giám đốc trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Nho, trưởng khoa Y Đại học Đà Nẵng. Và kính thưa quý đại biểu, trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các báo cáo viên và chủ tọa thông qua Slido bằng cách truy cập vào slido.com, nhập event code hội thảo, nhập nội dung câu hỏi và nhấn send như hướng dẫn trên màn hình. Và sau đây, hội thảo xin được chính thức bắt đầu. Xin trân trọng kính mời giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Huy, trưởng bộ môn nội Đại học Y Dược Huế có đôi lời phát biểu khai mạc và điều phối chương trình. Xin kính mời thầy ạ. Vâng, kính thưa phó giáo sư Quách Trọng Đức, thưa tiến sĩ Lê Đức Nho, tiến sĩ Đại Việt Thăng, thưa tất cả anh chị hội thảo viên, thưa tất cả anh chị công ty Abbott Việt Nam, chúng ta biết rằng các rối loạn vận động ống tiêu hóa nói chung và bệnh khó tiêu chức năng không do lợi ác rất là thấy phổ biến thế giới. Các nhiều nghiên cứu cho thấy như vậy, tỷ lệ đã khoảng trên 20 thậm chí 30% dân số. Ở châu Á thì một nghiên cứu gần đây tại Đài Loan ngành cho thấy như vậy là cái tỷ lệ chúng còn sấp xỉ trên 1/4 dân số, trong đó có tiêu chức năng đứng hàng thứ hai. Đặc biệt là trong giai đoạn Covid này thì cũng rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khi Covid nó tác động rất xấu lên cái chất lượng sống và cũng như là cái khả năng điều trị những bệnh nhân mà bị rối loạn chức năng, đặc biệt là những bệnh nhân mà bị cái hội chứng trong lớp thì cái ảnh hưởng của tình trạng Covid nó càng nặng lên. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy theo cái phân loại của Rôn Bổn thì người ta chia rối loạn chức năng của ống tiêu hóa ra 6 nhóm chính ở người lớn và hai nhóm trẻ em. Nghĩa là chúng ta có cái rối loạn thực quản, rối loạn về dạ dày tá tràng, rối loạn chức năng ruột, rối loạn nó có cái nguồn gốc thượng tâm, một số rối loạn vận động của tủy mật và cái bóng đi, và cuối cùng là rối loạn và hậu môn trực tràng, và hai cái rối loạn ở trẻ sơ sinh cũng như là trẻ nhỏ. Trong cái phần của dạ dày tá tràng thì người ta chỉ làm 4 nhóm, trong đó khó tiêu chức năng là nhóm thứ nhất, nhóm B1. Chúng ta có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khó tiêu chức năng thực sự là một cái bệnh lý nó ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế, chi phí cho vấn đề xét nghiệm lâm sàng, chi phí cho vấn đề đi khám rất là tốn kém, và nghiên cứu cho thấy cái chi phí trực tiếp cho vấn đề mà mua thuốc, đặc biệt kể cả các thuốc OTC cũng rất khá cao, rất là cao. Nghiên cứu gần đây cho thấy như vậy, tỷ lệ trung bình một bệnh nhân mà cái phí trực tiếp cũng sấp xỉ với $700 một người, thì chúng ta nhân lên cho 20% dân số thì đó là một con số khổng lồ. Đặc biệt là có cái chức năng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống, và nhất là bệnh nhân mà có cái hội chứng trung lắp, hội chứng trung lắp giữa khó tiêu chức năng với IBS, hội chứng trung lắp giữa khó tiêu chức năng về gạch thì cái chất lượng sống nó càng giảm, nó càng kể. Trong khi đó ở Việt Nam mình thì rất tiếc chúng ta cũng chưa có thật nhiều các cái thông số về dịch tễ học cũng như thật nhiều nghiên cứu về cái mạng rối loạn vận động này. Thì trong bối cảnh đó thì Trường Đại học Y Dược Huế kết hợp với công ty Abbott Việt Nam tổ chức một trong bốn cái khâu, bốn cái chuỗi seminar lồng ghép với chương trình đào tạo y khoa liên tục về cái rối loạn vận động. Chương trình hôm nay tập trung vào cái mặt quan trọng, đó là rối loạn vận động dạ dày, một cái mặt thường gặp nhưng mà chẩn đoán cũng còn khó khăn, và đặc biệt là vấn đề điều trị rất là khó khăn. Tuy nhiên một điều rất mừng là ban tổ chức cũng đã mời được các bác phổ biến rất là nổi tiếng trong nhóm này, và phó giáo sư Quách Trọng Đức, một trong chuyên gia hàng đầu về cái mặt rối loạn vận động. Và cũng xin và một tin vui là tháng 5 năm 2011 này trong cái khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới về điều trị HP thì thầy Đức là một trong hai bác phổ biến của Việt Nam. Đấy thật sự là một niềm tự hào cho chuyên ngành tiêu hóa Việt Nam mình. Tiến sĩ Đào Việt Thăng là một cái bác phổ biến rất là trẻ nhưng mà nổi tiếng từ lâu rồi. Và năm 2021 thì tiến sĩ Hằng là người mà được Hội Khoa học Việt Nam giao chấp bút chính để mà viết cái khuyến cáo của Hội về chẩn đoán và điều trị rồi. Và tiến sĩ Lê Việt Nho, trưởng khoa Y Đại học Đà Nẵng, cũng là một chuyên gia rất có kinh nghiệm trong cái mảng về IBS. Thế nên vậy những cái bác phổ biến mà vừa có kinh nghiệm, vừa có tâm huyết
cũng như với sự chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức và đặc biệt là với sự tham gia nhiệt tình năng động của tất cả các thành viên, thì chúng tôi tin chắc chúng ta sẽ có một cái hội thảo thực sự và hiệu quả và có thật nhiều thông tin bổ ích cho tất cả hội thảo viên. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc tất cả các thầy cô, các anh chị hội thảo viên, các anh chị công ty Apple đó, thật nhiều sức khỏe, bình an và chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin chân thành cảm ơn lời mở khai mạc của thầy Trần Văn Huy. Và tiếp theo sau đây sẽ là bài trình bày đầu tiên cập nhật xử trí bệnh lý khó tiêu chức năng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Xin kính mời bác sĩ. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, trong phần trình bày ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về cập nhật xử trí khó tiêu chức năng. Như chúng ta biết thì khó tiêu chức năng là một cái vấn đề rất thường gặp trên thực hành lâm sàng. Tuy nhiên thì đây là một cái thuật ngữ chúng ta ít sử dụng, do đó trên thực tế thì chúng ta không thấy có vẻ quen thuộc. Nhìn về cái tần suất trên thế giới, thì cho đến hiện tại chúng ta không có nhiều các cái nghiên cứu dịch tễ trên cộng đồng, đặc biệt là ở cái khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên thì nhìn quanh các nước châu Á, chẳng hạn như là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tần suất lưu hành có cái màu xanh và tương ứng với một cái tỷ lệ trong cộng đồng đâu đó khoảng 5 đến khoảng 15% trường hợp trên 100 người trong dân số cộng đồng. Điều đó có nghĩa rằng đây là một cái vấn đề rất là thường gặp. Tuy nhiên thì trong cái phần trình bày này thì để bàn một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ đi qua ba cái điểm chính, là chúng ta sẽ nhắc lại cái điểm đầu tiên là cái khó tiêu chức năng, cái khái niệm theo quan điểm hiện hành nó như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề tiếp cận chẩn đoán và cuối cùng là tiếp cận điều trị khó tiêu chức năng. Về cái điểm đầu tiên, tức là cái quan điểm hiện hành về khó tiêu chức năng, thì chúng ta sẽ bàn đến cái đồng thuận gần đây nhất năm 2020 của Hội Thần kinh Tiêu hóa và Vận động của Liên minh châu Âu. Và theo cái đồng thuận này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta định nghĩa khó tiêu là các cái triệu chứng hoặc là một nhóm các cái triệu chứng mà được cho là xuất phát từ vùng dạ dày và tá tràng, bao gồm các cái triệu chứng thường gặp nhất, điển hình nhất đó là mau no, đầy bụng sau ăn, đau thượng vị hoặc là cái triệu chứng nóng vùng thượng vị. Và khi chúng ta nói đến khó tiêu chức năng, tức là muốn nói đến những cái triệu chứng khó tiêu mang tính chất mạn tính mà chúng ta không tìm thấy được những cái vấn đề liên quan về bệnh lý thực thể, bệnh lý toàn thân hoặc là các cái nguyên nhân chuyển hóa mà có thể giải thích được các triệu chứng này. Do đó thì chúng ta thấy rằng đến năm 2020 thì cái quan điểm hiện hành về khó tiêu chức năng cũng không khác gì lắm so với các cái định nghĩa trước đây. Vậy thì theo cái tiêu chuẩn hiện tại đó, thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng thường là theo quan điểm của Rome, và hiện tại là Rome 4, với các cái triệu chứng là đầy bụng, mau no và đau thượng vị và nóng thượng vị, và chỉ cần một trong bốn triệu chứng này là chúng ta có thể có quyền được xem đây là khó tiêu. Tuy nhiên để đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là khó tiêu chức năng á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề liên quan đến cái tiêu chuẩn thời gian cũng giống như các cái rối loạn tiêu hóa chức năng khác, thì cũng cần một cái yêu cầu rằng là cái tiêu chuẩn thường là phải xuất hiện trong 3 tháng gần đây, với cái triệu chứng khởi phát sớm nhất là 6 tháng trước khi chẩn đoán. Và đương nhiên là chúng ta không tìm thấy những cái bệnh lý thực thể toàn thân hay là chuyển hóa nào có thể giải thích được các cái triệu chứng này của bệnh nhân. Và chúng ta rất là quen rằng là chúng ta hay chia khó tiêu chức năng thành hai nhóm là hội chứng đau thượng vị, bao gồm cái triệu chứng là đau thượng vị và nóng rát thượng vị, hoặc là cái hội chứng khó chịu sau ăn, gồm có ăn nhanh no và đầy bụng sau ăn. Tuy nhiên điểm nhấn mạnh ở đây rằng không chỉ sự xuất hiện của triệu chứng, mà cái tần suất các triệu chứng cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn với cái hội chứng đau thượng vị thì cái thời gian, ngoài thời gian thì cái tần suất là cái số lần ít nhất là một lần một ngày trong tuần. Và đối với cái hội chứng khó chịu sau ăn là ít nhất là 3 ngày trong tuần, rất quan trọng để chúng ta đảm bảo là bệnh nhân được chẩn đoán đúng khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn của Rome 4.
Vậy thì khi chúng ta bàn đến khó tiêu chức năng thì chúng ta phải loại trừ bệnh lý thực thể, và một trong những cái thăm dò cận lâm sàng quan trọng đó là nội soi để chúng ta tìm các cái bệnh lý mà có thể giải thích cho cái triệu chứng lâm sàng này. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ bàn đến một cái nghiên cứu gộp rất là quan trọng, mà người ta bàn đến những cái dấu hiệu mà người ta gọi là clinically significant endoscopic findings, tức là những cái dấu chứng về nội soi mà có ý nghĩa lâm sàng quan trọng, tức là giải thích được các cái triệu chứng lâm sàng. Nếu chúng ta lấy cái tiêu chuẩn chặt theo ROM 4 để đánh giá là chức năng, thì chúng ta sẽ thấy là cái nhóm mà cái tổn thương trên nội soi quan trọng bao gồm có tình trạng viêm trọng cầu dày thực quản, ba rết thực quản, hoặc là những cái trường hợp ung thư dạ dày và loét dạ dày tá tràng, nó chiếm tỷ lệ ở đâu đó khoảng là 1/4 trường hợp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không xét chặt về các cái định nghĩa về tần suất và các cái triệu chứng về thời gian, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái con số mà chúng ta gọi là thực thể nó có vẻ có xu hướng còn ít hơn, và tới khoảng 4/5 trường hợp thì chúng ta có thể xem đây là một cái tình trạng khó tiêu chức năng. Do đó thì cái tần suất nhiều hay ít thì nó tùy thuộc vào cái định nghĩa của chúng ta có chặt hay không, nhưng mà ngay cả khi chúng ta sử dụng chặt như ROM 4 thì chúng ta thấy là nó cũng rất thường gặp trong thực hành lâm sàng với 3/4 trường hợp có thể gặp. Như vậy thì trên thực tế thì chúng ta gặp những cái vấn đề này như thế nào, đặc biệt là trong khu vực châu Á. Thì khi một cái phân tích dưới nhóm cũng của cái nghiên cứu này thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất là đặc biệt. Trên cái hình này chúng ta thấy cái màu đỏ là người ta minh họa là những cái trường hợp người ta gọi là normal, bình thường, tức là không có triệu chứng trên nội soi, chỉ điểm là có thể giải thích triệu chứng lâm sàng. Và nếu ở phương Tây và so với châu Á thì chúng ta thấy là cái hình bánh màu đỏ của châu Á nó còn nhiều hơn cả phương Tây nữa. Hay nói cách khác thì cái khó tiêu chức năng có vẻ như rất phổ biến trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là khu vực châu Á thì chúng ta thấy rằng cái tần suất nó còn cao hơn nữa. Và một trong những cái điểm quan trọng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tần suất của bệnh lý trào ngược mà có tổn thương trên nội soi ở vùng châu Á thì thấp hơn rất là rõ rệt so với các cái nghiên cứu của phương Tây. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta bàn đến cái từ là bình thường, và chúng ta bàn đến cái khái niệm là clinically significant endoscopic finding. Đối chiếu trở lại với những cái thực hành lâm sàng của chúng ta thì chúng ta thấy rằng đây là những cái trường hợp mà trên thực tế thì các đồng nghiệp của chúng ta hay chẩn đoán là những cái trường hợp viêm xung huyết hay viêm vùng nề, và với những cái hình ảnh nội soi hiện tại rất là rõ ràng thì thường thường cái chuyện này chúng ta nhận định thường nó sẽ có cái xu hướng là hơi quá cái mức nhận định của chúng ta, vì chúng ta thấy được cái tổn thương rất là nhạy cảm. Tuy nhiên một lần nữa thì trong cái nghiên cứu này khẳng định trở lại một cái điểm rất là quan trọng, đó là những cái dấu chứng này là những cái dấu chứng viêm mà không giải thích được triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân, và nó không được xem là những dấu hiệu trên nội soi có ý nghĩa lâm sàng. Hay nói cách khác là bệnh nhân có những cái biểu hiện viêm trên nội soi như vậy cũng có thể xem chừng cái khả năng nhiều là bệnh nhân bị khó tiêu chức năng. Đây là một điểm rất là quan trọng. Vậy thì trong một cái thời gian rất là dài với cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm trên nội soi thì nhiều đồng nghiệp của chúng ta không chấp nhận đây là một cái khó tiêu chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến một cái vấn đề tiếp theo nữa cũng rất là quan trọng, đó là Helicobacter pylori. Thế như vậy một trường hợp mà có viêm dạ dày và có nhiễm Helicobacter pylori thì liệu có được xem là một cái khó tiêu chức năng hay không? Thì đó là một cái câu hỏi rất là quan trọng, và đến năm 2016 thì chúng ta có đồng thuận toàn cầu của thế giới tại Kyoto về cái quan điểm viêm dạ dày và Helicobacter pylori. Thế thì theo một cái quan điểm hiện hành, chúng ta sẽ thấy rằng cho đến hiện tại thì viêm dạ dày do Helicobacter pylori được xem là một cái bệnh nhiễm trùng, và điều này vẫn đúng ngay cả khi bệnh nhân không có triệu chứng và bất kể là bệnh nhân có biến chứng hay không. Về cái vấn đề gây ra triệu chứng thì người ta cũng nhận thấy rằng là chúng ta có bằng chứng mạnh cho thấy viêm dạ dày và Helicobacter pylori có thể gây ra triệu chứng khó tiêu, nhưng mà chỉ ở một cái phân nhóm bệnh nhân mà thôi, chỉ có một phân nhóm chứ không phải là gây ra triệu chứng ở tất cả những trường hợp mà có nhiễm Helicobacter pylori. Câu hỏi đặt ra là như vậy thì làm sao chúng ta biết rằng là Helicobacter pylori có thể gây ra khó tiêu, hay là hai cái hiện tượng này chỉ là một cái tình trạng bệnh đồng mắt mà thôi? Thì chúng ta sẽ thấy một cái quan điểm rất là quan trọng trong đồng thuận Kyoto người ta đưa ra là cái quyết định cái mối liên hệ nhân quả có hay không thì phải tùy thuộc vào cái vấn đề hiệu quả khi chúng ta tiệt trừ tác nhân nhiễm trùng này. Nếu
Mà trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu cộng với Helicobacter pylori dương tính mà chúng ta tiệt trừ, và sau khi tiệt trừ mà chúng ta thấy rằng không có cải thiện triệu chứng gì cả, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là khó tiêu chức năng ghép trên một trường hợp nhiễm Helicobacter pylori. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiệt trừ mà cải thiện triệu chứng thì cũng chưa chắc chắn nữa, chúng ta sẽ phải theo dõi. Nếu mà chúng ta điều trị và thành công rồi đó mà chúng ta theo dõi 6 đến 12 tháng sau vẫn có thể thấy được là bệnh nhân cải thiện triệu chứng rất là rõ ràng, thì đây là những cái trường hợp được gọi là khó tiêu mà do Helicobacter pylori, và cho đến hiện tại nó được xem là một cái khó tiêu thực thể. Tuy nhiên, nếu như triệu chứng chúng ta điều trị thành công cải thiện nhưng sau đó triệu chứng tái phát trở lại trong vòng 6 đến 12 tháng thì đây vẫn được xem là một cái tình trạng khó tiêu chức năng. Trên thực tế lâm sàng, làm sao chúng ta có thể dự đoán được đây có phải là một cái khó tiêu do Helicobacter pylori hay là một cái khó tiêu chức năng ghép trên nền một trường hợp bệnh nhân có nhiễm Helicobacter pylori? Thì cho đến hiện tại chúng ta không có một cái dấu chứng nào có thể dự đoán được chuyện này dựa trên triệu chứng học. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn vào cái number need to treat, tức là cái số lượng bệnh nhân cần được chữa để có một trường hợp cải thiện triệu chứng lâm sàng, để có thể thấy được điều đó. Và cái number need to treat ở đây đâu đó là khoảng 8 đến 14, hay nói nôm na ở đâu đó khoảng 10 trường hợp điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori thì chúng ta mới có một trường hợp cải thiện triệu chứng. Như vậy thì trên thực tế, nếu chúng ta gặp một cái ca mà vừa có viêm dạ dày do Helicobacter pylori và vừa có triệu chứng khó tiêu, thì cái xác suất khó tiêu chức năng đã lên đến 90%, hay là chỉ có một trường hợp có thể cải thiện triệu chứng và do Helicobacter pylori gây ra mà thôi. Thì đó là một cái nhận định dựa trên xác suất khá là tốt để chúng ta có thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng của mình. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bàn về vấn đề tiếp cận chẩn đoán khó tiêu chức năng. Và chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái guideline khá nổi tiếng mà cả thế giới đều quan tâm, đó là guideline của Hội Tiêu hóa Mỹ. Và chúng ta nhìn ở đây thì người ta sẽ lấy cái mốc tuổi là 60 tuổi ở những cái người khó tiêu để quyết định là có thăm dò bằng nội soi hay là không thăm dò nội soi, và chỉ cần làm các test HP không xâm lấn và chúng ta quyết định tiếp cận điều trị tiệt trừ để xem xét có hiệu quả hay không. Và đối với những cái trường hợp mà chúng ta đã chẩn đoán nội soi mà chúng ta nghĩ là không có tổn thương quan trọng gây ra triệu chứng, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong trường hợp mà nhiễm Helicobacter pylori thì người ta sẽ đi theo cái chiến lược là tiệt trừ và theo dõi cái triệu chứng có đáp ứng hay không. Còn trong trường hợp mà không có nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm, và chúng ta thường là sử dụng ức chế bơm proton. Và theo trường phái của Bắc Mỹ đó, thì người ta sử dụng ức chế bơm proton đầu tiên, sau đó người ta sẽ tính tới vấn đề sử dụng ức chế chống trầm cảm 3 vòng và các thuốc trợ vận động. Một cái nghiên cứu trên một cái tạp chí nổi tiếng, tức là Lancet, trên bệnh viện toàn cầu gần đây, người ta lấy một cái mốc tuổi thấp hơn, tức là 55 tuổi, và trong trường hợp không có kèm triệu chứng báo động thì người ta tiến hành những cái test HP không xâm lấn. Tuy là những cái nghiên cứu có tính chất giá trị và mang tính chất rất là uy tín, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tế thì chúng ta cần phải cẩn trọng, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào cái mô hình bệnh tật tại chỗ. Và đối với Việt Nam thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái đặc điểm là cái ung thư dạ dày của chúng ta khởi phát sớm ở người Việt hơn là thế giới. Và đây là một trong những cái nghiên cứu minh họa mà chúng tôi làm tại Đại học Y Dược TP HCM, và số liệu công bố năm 2018. Và chúng ta thấy rằng là tỷ lệ mà ung thư dạ dày khởi phát sớm của chúng ta tới 16%, tức là 1 trên 6 trường hợp. Với cái xu hướng là các nữ thì có xu hướng hơi cao hơn nam, khác với cái tuổi lớn thì thường là nam nhiều hơn. Và một cái điểm rất là đặc biệt rằng là gì, nếu mà so sánh với cái nhóm người bệnh nhân trên 50 tuổi về cái tỷ lệ mà có cái khối u lan toàn bộ dạ dày, tức là tiến triển xa đó, thì cái nhóm ung thư dạ dày khởi phát sớm của chúng ta cái tỷ lệ nó cao hơn rất là nhiều. Triệu chứng báo động thì sao? Nếu chúng ta xét về cái triệu chứng báo động và so sánh mà chúng ta thấy rằng là ở cả nhóm khởi phát sớm cũng như là những cái nhóm mà khởi phát ở tuổi sau 50 thì cái triệu chứng báo động nó đâu đó cũng chỉ khoảng 60-80% mà thôi. Hay nói cách khác, đây là những cái triệu chứng có cái giá trị quan trọng giúp ích cho chúng ta trong cái vấn đề là nhìn nhận ra những cái trường hợp nguy cơ phải thăm dò ngay. Tuy nhiên nó không giúp ích nhiều bởi vì cái độ nhạy nó không cao. Do đó một lần nữa chúng ta sẽ thấy rằng là cái mốc tuổi là quan trọng. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì chúng ta chưa có những cái nghiên cứu có cỡ mẫu lớn để chúng ta nhìn nhận ra mốc tuổi như thế nào là hợp lý. Chính vì vậy thì trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi có làm một cái đánh giá trên cái mốc tuổi và cái giá trị của phương pháp làm nội soi ngay lập tức để thăm dò những cái trường hợp
ung thư đường tiêu hóa trên ở những cái trường hợp bệnh nhân có triệu chứng chứng tiêu hóa trên. Và cái mục tiêu nhắm đến là chúng ta nhằm xác định cái mốc tuổi để tránh cái tình trạng sót tới tổn thương. Và bên cạnh đó thì chúng ta có mục tiêu thứ hai là để xem thử là chúng ta cần phải làm bao nhiêu ca nội soi tiêu hóa trên để chúng ta có thể phát hiện được một trường hợp ung thư đường tiêu hóa trên ở những cái trường hợp mà có triệu chứng tiêu hóa trên, bởi vì đây là một cái vấn đề liên quan đến kinh tế y tế và cái vấn đề cái gánh nặng cho cái đơn vị nội soi cũng như là dạ phụ bệnh. Thì cái kết quả trong vòng 6 năm 2014 đến 2019 tại Đại học Dinh vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy là khảo sát trên khoảng 500.000 trường hợp làm nội ngoại trú. Thì cái số liệu mà chúng tôi sau khi thu thập được, loại trừ những cái trường hợp mà nội soi lặp lại không phải người Việt, là khoảng 472.000. Trong đó có khoảng gần 2.200 trường hợp nội soi là phát hiện được ung thư có xác định bằng mô bệnh học. Với ung thư thực quản, ung thư dạ dày, chúng ta có một số chiếm tỷ lệ khoảng hơn 1% một tí là ung thư tá tràng, khá là hiếm gặp, là một số trường hợp là ung thư của cả hai vị trí. Nếu mà xét về cái tuổi trung vị theo cái năm mà chúng ta làm nội soi, chúng ta thấy rằng cái tuổi trung vị đâu đó khoảng 56 đến 58 và không có khác biệt theo năm. Xét về cái tuổi nhỏ nhất, chúng ta thấy cái tuổi có khi rất nhỏ, rất trẻ, 23, 14, 20. Và chính vì vậy thì trong một cái thời gian gần đây chúng ta nghe nhiều cái thông tin, chúng ta hơi lo lắng là có vẻ như ung thư nó có xu hướng trẻ hóa bởi vì chúng ta gặp những bệnh nhân trẻ quá. Tuy nhiên đây là một cái số liệu rất lớn và cho thấy chúng ta nhìn một cách tổng thể về phương diện thống kê thì cái số này là cái biên giới và nó không có sự trẻ hóa theo năm trong các nghiên cứu này. Và tương tự như vậy, khi chúng ta xét về cái tỷ lệ dưới 40 hay trên 40 và phân bố giới tính thì chúng ta thấy rằng cái không có sự khác biệt trong vòng 6 năm khi chúng ta xét về cái biến đổi về mô hình bệnh học của ung thư đường tiêu hóa trên. Nếu chúng ta xét về cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ung thư dạ dày xuất hiện ở các lứa tuổi thì chúng ta thấy rằng là nếu mà dưới 30 tuổi thì chỉ có 0,9% thôi, tức là ít hơn 1% các trường hợp ung thư tiêu hóa trên thì gặp ở dưới tuổi 30. Và cái con số này tăng dần lên theo cái ngưỡng tuổi mà chúng ta lấy cái mốc. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn kỹ ở đây thì cái mốc tuổi mà khá tương hợp và chúng ta có thể bỏ sót khoảng dưới 2% những trường hợp ung thư tiêu hóa trên, đó là lượng ngưỡng tuổi ở 30 ở nữ hoặc là 35 ở nam. Và tính trên 1.000 cái thủ thuật nội soi thì chúng ta thấy là dưới 30 tuổi đó, khi chúng ta làm 1.000 cái thủ thuật nội soi, chúng ta chỉ có phát hiện được 0,3% thôi. Hay nói cách khác thì phải làm tới 3.000 ca nội soi dạ dày mới phát hiện một trường hợp ung thư tiêu hóa trên ở cái tuổi dưới 30. Trong khi đó thì với cái mốc tuổi 30 đến 35 thì là khoảng 0,9, tức là khoảng 1/1.000. Và các cái nước xung quanh thế giới, của thế giới chẳng hạn như là Singapore, Đài Loan, người ta cũng lấy cái mốc là khoảng 1/1.000, mặc dù là cái giá thành nội soi của họ thì cao hơn của Việt Nam. Do đó chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là cái mốc phù hợp cho Việt Nam chúng ta. Bây giờ chúng ta bàn về cái điều trị khó tiêu chức năng. Thì cái vấn đề rất là quan trọng rằng là cái thực phẩm gây ra triệu chứng khó tiêu chức năng là chúng ta thấy rất là phổ biến, đặc biệt là thức ăn dầu mỡ và các cái chế phẩm của sữa. Tuy nhiên hiện tại thì rất là ít các cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy cái hiệu quả của việc điều chỉnh chế độ ăn, do đó chúng ta không nên khuyến cáo bệnh nhân một cách thường quy. Về cái vấn đề chứng cứ của thuốc điều trị thì hàng đầu chúng ta thấy là cái tiệt trừ Helicobacter pylori là tốt nhất, kể đến đó là các cái thuốc ức chế tiết, trong đó hàng đầu đó là thuốc ức chế bằng nội tâm và prokinetic thì cái chứng cứ nó thấp hơn. Và trong một cái thực hành lâm sàng thì theo khuyến cáo của Rome 4 thì chúng ta sẽ quyết định điều trị tùy theo cái thể lâm sàng là chính. Nếu cái hội chứng đau thượng vị là chính thì cái thuốc đầu tay đó là thuốc ức chế tiết axit, trong đó hàng đầu là ức chế bằng proton. Chúng ta sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì chúng ta thấy rằng cái number nitrotrit ở đây trong trường hợp này chỉ là 1/11 mà thôi, và nó không tùy thuộc vào liều cũng như là thời gian sử dụng. Cũng khó có so sánh giữa PPI và prokinetic do những cái bias trong cái nghiên cứu gốc. Và các nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái việc phối hợp PPI và prokinetic chưa thấy có hiệu quả vượt trội hơn so với đơn trị liệu. Chúng ta sử dụng như thế nào cho hợp lý, an toàn và không tránh những cái tốn kém cần thiết? Chúng ta nên sử dụng liều chuẩn trong 1 đến 2 tháng. Và cái nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta không có lợi ích nhiều hơn khi chúng ta tăng lên liều gấp đôi. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng PPI thì chúng ta nên xem xét coi thử là có thể giảm liều và ngưng
bệnh nhân hay không trong vòng 6 đến 12 tháng để tránh cái nguy cơ mà chúng ta sử dụng ức chế tiết axit trong thời gian kéo dài. Đối với những cái trường hợp mà có cái hội chứng khó chịu sau ăn thì cái thuốc được đề xuất trong trường hợp này là Propinetic, và chúng ta có nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên một số đã được rút khỏi thị trường và có những cái quan ngại về cái tính an toàn trên tim, chẳng hạn như Sitalopram hiện nay đã rút và Domperidone đã có những cái lưu ý về việc hạn chế sử dụng kéo dài. Đây là một cái nghiên cứu gộp cho thấy hiệu quả của một cái Etoprim hiện rất là phổ biến trên toàn cầu, đó là Etoprim. Và trong cái thử nghiệm nghiên cứu gộp này, người ta bao gồm 9 cái thử nghiệm lâm sàng cả nhóm đối chứng. Và khi đánh giá trên cái triệu chứng chung thì chúng ta sẽ thấy rằng là thuốc có cái hiệu quả tốt hơn trong cải thiện triệu chứng chung. Và khi xét riêng đối với cái hội chứng đau thượng đầy bụng sau ăn và cái triệu chứng ăn nhanh no thì chúng ta cũng thấy một lần nữa thuốc chứng minh là có cải thiện triệu chứng của khó tiêu chức năng ở cái thể này. Trong một cái nghiên cứu gộp gần đây thì đưa ra một số những cái quan điểm lý thú là họ cho thấy rằng là Propinetic có thể có hiệu quả ở tất cả các trường hợp khó tiêu chức năng chứ không chỉ là đau đầy bụng sau ăn. Và cái number nitrotis là 7, tuy nhiên điểm lý thú là ở châu Á có vẻ như là cái hiệu quả nó tốt hơn ở người da trắng, là cái number nitrotis là 5 so với 10. Tuy nhiên người ta chưa ghi nhận được cái ý nghĩa về cái hiệu quả điều trị giữa các cái Propinetic khác nhau. Trong những cái trường hợp mà chúng ta đã sử dụng những cái thuốc đầu tay mà không hiệu quả thì chúng ta có thể đổi, chẳng hạn như là chúng ta có thể xem xét cái nhóm khó tiêu chức năng mà ở cái dạng gọi là đầy bụng sau ăn mà Propinetic không hiệu quả thì chúng ta có thể đổi qua sử dụng PPI. Tuy nhiên trong những trường hợp khó khăn thì chúng ta sẽ phải xét đến những cái thuốc mà chúng ta được gọi là chống trầm cảm. Tuy nhiên cái tên gọi mới hiện tại thì người ta sử dụng cái từ gọi là điều hòa thần kinh, bởi vì nó không có một cái ý nghĩa là sử dụng ở cái liều cao để nhằm mục đích chống trầm cảm cho bệnh nhân. Và cái việc chọn lựa nhóm thuốc nó cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái kinh nghiệm lâm sàng của mỗi người cũng như là cái triệu chứng chính yếu của bệnh nhân. Chẳng hạn nếu bệnh nhân mà có cái triệu chứng lo lắng, trầm cảm và những cái biểu hiện hoảng sợ kèm theo là nổi trội thì cái nhóm gọi là ức chế chọn lọc serotonin, tái thu chọn lọc serotonin là cái thuốc chọn lựa đầu tay. Trong trường hợp mà cái triệu chứng đau là triệu chứng chính yếu nhất thì cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng nên được xem xét đầu tay. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng ăn nhanh no, buồn nôn nôn, sụt cân và rối loạn giấc ngủ thì thuốc chống trầm cảm 4 vòng là thuốc chọn lựa đầu tay. Và cái nhóm gọi là ức chế chọn ức chế hấp thu serotonin và norepinephrine là một cái nhóm nó cũng được điều trị khi mà triệu chứng đau là nổi trội, tuy nhiên nó đứng hàng thứ hai và chỉ được chọn lựa khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc thuộc cái nhóm gọi là chống trầm cảm 3 vòng mà cái hiệu quả không được như ý. Để kết luận trở lại thì chúng ta có thể đưa ra một số những quan điểm chính, đó là khó tiêu chức năng rất thường gặp trên lâm sàng và tương ứng với hầu hết trường hợp chẩn đoán một cái từ nôm na đó là viêm dạ dày trong thực hành hiện tại. Xét nghiệm và tiêu trừ Helicobacter pylori cho thấy lợi ích lớn nhất trong cải thiện triệu chứng khó tiêu và giúp loại trừ những trường hợp khó tiêu do Helicobacter pylori. Mốc tuổi để thăm dò nội soi tiêu hóa trên tại Việt Nam nên được chọn lựa thấp hơn so với thế giới. Và nghiên cứu cho thấy rằng là khoảng 98,2% trường hợp ung thư tiêu hóa trên có thể được phát hiện ở cái mốc là lớn hơn bằng 30 ở nữ và lớn hơn bằng 35 ở nam, và chúng tôi hy vọng là sẽ công bố cái kết quả này và chia sẻ với quý vị trong thời gian gần đây. Và cuối cùng là cái phân loại khó tiêu chức năng giúp cho chúng ta chọn lựa chiến lược điều trị thích hợp, và cái vấn đề quyết định điều trị khởi đầu nên được chọn lựa dựa trên cái triệu chứng nổi trội nhất của bệnh nhân. Và trình bày của tôi đến đây là hết, xin chân thành vâng, xin cảm ơn thầy Đức đã có một cái bản báo cáo vừa cập nhật mà vừa thực tế, rất là hay, rất là dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng từ 5 đến 10 phút cho phần thảo luận riêng cho bài của ông thầy Đức. Bà cô viên có thể hỏi trực tiếp, họ có thể đã đánh câu hỏi vào tấm cái Slido nhé. Chúng ta đã hiện lên trên bảng thì có một vài câu hỏi. Hội thảo viên nào có thể hỏi trực tiếp cho thầy Đức được không ạ?
Trong khi chờ các cái câu hỏi của các bạn đồng nghiệp thì xin phép thầy Huy sẽ trả lời hai câu đã có. Vâng, mời thầy được trả lời. Dạ vâng. Câu thứ nhất là liên quan đến cái mốc là 6 đến 12 tháng để chẩn đoán là khó tiêu chức năng sau khi không sử dụng cái định nghĩa sau khi chúng ta điều trị được từ sạch. Thì chúng ta biết là cái phác đồ điều trị HP của chúng ta hiện tại là thường thường là khoảng 2 tuần và trong phác đồ chúng ta có phối hợp với PPI là một trong những cái gọi là cái phương pháp điều trị nội khoa hiện tại mà cho thấy là cũng có hiệu quả trong điều trị khó tiêu chức năng. Thành ra đây là một cái yếu tố gây nhiễu. Bên cạnh đó nữa thì cái phác đồ mặc dù Việt Nam chúng ta thì cái clarithromycin thì nó đề kháng khá là cao, tuy nhiên vẫn trên toàn cầu thì nó vẫn là một cái kháng sinh chủ lực. Và clarithromycin bên cạnh cái tác dụng chính nó còn một cái tác dụng phụ nhưng mà lại có khi lại có lợi cho bệnh nhân khó tiêu, đó là cái tác dụng của kinetic, tức là nó làm tăng cái vận động của dạ dày. Do đó thì bản thân cái vấn đề chúng ta điều trị mới với một cái phác đồ dùng thuốc như vậy đó, thì không phải với mục tiêu HP, nó cũng có thể có được những cái đáp ứng. Bên cạnh đó thì đối với khó tiêu chức năng thường thường người ta sẽ lấy cái mốc là khoảng từ 6 tháng trở lên. Do đó thì để cái xác định cái mối nhân quả đó thì thường thường đây là cái mốc mà người ta thường sử dụng. Thứ hai đó là một cái câu hỏi liên quan đến trong phân tử gột đó. Thì có phải là cái nhóm normal bao gồm có những cái nhóm ca khó tiêu và làm cho cái tần suất normal ở châu Á cao hơn phương Tây hay không? Thì chúng tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái trước năm 2016 thì HP vẫn được xem là một trong những nguyên nhân của khó tiêu chức năng. Và chúng ta chỉ tách ra cái phần phía sau này thôi. Thành ra trong cái phần những cái nghiên cứu về trước, tại vì nghiên cứu gộp thì lấy kết quả từ các cái nghiên cứu gọi là gốc trước đó. Thì trong nghiên cứu gốc trước đó người ta bao gồm luôn cả những cái ca HP dương. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn về cái tần suất gọi là chúng ta thấy là tỷ lệ tiệt trừ thành công á, 10 ca mà HP dương thì chúng ta chỉ có một ca thực sự là có liên quan đến là do Helicobacter pylori hay không á, hay thôi á. Thành ra bản thân cái vấn đề này thứ nhất là nó không phải là vì cái tính chất lịch sử, thành ra nó không bao gồm trong cái nghiên cứu này, người ta vẫn gộp chung. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét vào cái tỷ lệ chỉ có khoảng 10% có thể làm sai lệch thì cái con số nó không cao. Và cái vấn đề chính liên quan đến cái sự khác biệt này có lẽ là do những cái đối tượng mà chúng ta làm trên phương Tây á, thì cái tần suất của viêm thực quản trào ngược nó cao hơn châu Á rất là nhiều, trong khi châu Á thì chúng ta nợ hơn. Một cái câu hỏi rất hay của các bạn đồng nghiệp là việc theo dõi từ 6 tháng có thể là khó và mất dấu hiệu thì có dấu hiệu chỉ điểm lâm sàng nào hay không? Thì câu trả lời này rất là hay, nhưng mà thật ra thì cái bản thân cái điểm quan trọng nhất là đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta khó, những cái dữ liệu ở nước ngoài thì nó sẽ gọi là dễ dàng hơn. Và cho đến hiện tại nếu chúng ta nói với tiếng nói chung của thế giới đó, thì chúng ta nên theo cái định nghĩa của họ, thì khi chúng ta làm nghiên cứu công bố ra thì nó cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Vâng, như vậy thì được trả lời một cách rất là rõ và xúc tích 3 câu hỏi. Xem một câu hỏi, bây giờ chúng ta thể hiện lên một câu hỏi tiếp. Câu hỏi dành cho thầy Đức tiếp là thầy Đức cho thầy trong thực tế lâm sàng thì việc điều trị FD thường kéo dài và có tỷ lệ tái phát rất cao khi ngưng thuốc, vậy thầy có phương án gì để làm giảm tái phát hay là không? Cảm ơn thầy. Mời thầy. Dạ, cảm ơn thầy Huy, cảm ơn một câu hỏi rất hay của các bạn đồng nghiệp và rất thực tế. Điểm đầu tiên chúng ta tiếp cận bệnh nhân khó tiêu á, thì một cái điểm rất là quan trọng chúng ta phải biết rằng là chúng ta sẽ phải giải thích ngay với bệnh nhân rằng đây là cái bản chất của cái vấn đề điều trị của chúng ta là gì, là giải quyết triệu chứng. Và cái diễn tiến tự nhiên của bệnh, của cái vấn đề này á, nó sẽ là tái phát và nó liên quan nhiều đến stress, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà lockdown. Thì chúng ta có những cái nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ nó tăng lên rất là nhiều, bởi vì liên quan đến rất nhiều về cái vấn đề liên quan đến stress, lo âu, trầm cảm và những cái vấn đề cái cách ăn uống của bệnh nhân. Một cái điểm thực tế của Việt Nam á, bên cạnh những cái chuyện gọi là những cái lo âu chung, những cái vấn đề liên quan đến cái xáo trộn về cái cách ăn uống, thì nó còn thêm một cái nỗi lo nữa là bởi vì cái tần suất ung thư dạ dày của chúng ta ở Việt Nam nó quá cao đi. Thành ra một cái chuyện mà để tránh tái phát ở đây đó, thì cái điểm quan trọng nhất là chúng ta đừng đặt ra cái mục tiêu để cho bệnh nhân lý tưởng là sẽ không tái phát, mà chúng ta phải rõ cho bệnh nhân một cái thực tế là nó sẽ tái phát, nhưng mà chúng ta khẳng định rằng cái tái phát này nó không nguy hiểm và giải thích cho bệnh nhân là có những cái triệu chứng nào báo động bệnh nhân cần phải gặp mình mà thôi. Còn lại thì bệnh nhân có thể được giải quyết bằng cách điều chỉnh, tư vấn về cái lối sống, cách ăn uống cũng như là các thuốc OTC, tức là cái thuốc mà người ta mua ở nhà thuốc được á, mà người ta có thể tự sử dụng trước khi mà
người ta gặp mình. Bởi vì nếu mà người ta giải quyết được những vấn đề đó mà nó hiệu quả rồi thì người ta sẽ không cần phải gặp nữa. Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ là tiếp cận nó hơi mất thời gian ở cái thời điểm ban đầu, ở những cái lần đầu tiên bệnh nhân đến gặp, nhưng mà nó sẽ giảm cái tần suất bệnh nhân gặp mình trở lại ở